Chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại video của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình đi làm về đây trời vẫn còn sáng lắm các bạn ạ. Hiện tại bây giờ thì ở Nhật Bản cũng chuẩn bị vào mùa hè rồi. Thì cực kỳ là nóng các bạn ạ. Nhiệt độ ngày hôm nay thì tăng lên khoảng 30 độ rồi. Đấy, và ngày mai ngày kia thì có thể là tăng khoảng 31 32 độ các bạn ạ. Đấy, đi làm bây giờ thì mặc áo cộc rồi mọi người ạ. Hôm nay thì mình sẽ lại quay video và nói chuyện với mọi người một chút. Hôm trước có bạn hỏi mình là sống ở Nhật có vui không này? Sống ở Nhật có vui hơn Việt Nam không ấy? Hôm nay thì mình sẽ quay một cái video để chia sẻ với mọi người về cái cuộc sống của mình ở Nhật Bản này. Cái cảm nhận của mình thôi, cảm nhận của riêng mình về cuộc sống ở Nhật Bản này, để xem là có vui hay không các bạn nhá. Thật sự với mọi người là có vui hay không ấy thì còn tùy vào từng người đúng không? Tùy vào cảm nhận của từng người và tùy vào hoàn cảnh của từng người thì mới biết được là cuộc sống nó có vui hay không đúng không? Có thể là mình cảm thấy vui nhưng mà người khác lại không cảm thấy vui chẳng hạn ấy. Đấy, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái cảm nhận của riêng mình các bạn nhá, để cho mọi người có thể tham khảo. Hiện tại bây giờ thì mình đang đứng ở chỗ bờ sông này. Cái góc đằng kia kìa, có cái máy cây các bạn ạ. Chỗ này này, à đây. Đấy. Ở bên kia thì họ cũng đã gặt lúa xong rồi và họ đang cày cấy các bạn ạ. Họ đang cày lên và bắt đầu là một cái mùa vụ mới. Rồi ok mọi người, thì mình sẽ ra là cái chỗ gần cái xe của mình và mình ngồi nói chuyện với mọi người nhá. Chứ cầm máy như này thì nó cũng khá là mỏi tay. Đấy, hiện tại ở Nhật Bản thì mấy hôm nay thì tình hình Covid nó cũng giảm rồi mọi người ạ. Đấy, một tin khá là vui. Ở một số tỉnh thành thì họ cũng chuẩn bị là kết thúc cái đợt tình trạng khẩn cấp ấy. Hiện tại bây giờ thì mặt trời cũng chuẩn bị lặn rồi mọi người. Đấy. Mùa này thì mình đi về qua đây thì trời vẫn còn sáng và mình tranh thủ ngồi đây quay video ấy. Còn mùa đông thì tầm này thì nó cũng tối rất là nhanh các bạn ạ. Đây thì mình sẽ ngồi ở đây và mình quay video nói chuyện với mọi người. Rồi các bạn ơi, thì có khi mình ngồi đây nhá. Phía bên kia thì đang có máy cày, có thể là tiếng nó hơi ù một chút đấy mọi người. Hiện tại bây giờ ấy, thì mình đang đi làm với cái diện là visa kỹ sư ấy các bạn. Thế nên là cuộc sống ở Nhật Bản thì mình thấy nó cứ như kiểu là một cái vòng luẩn quẩn thôi. Ngày đi làm này, tối về cái cơm nước tắm rửa xong là đi ngủ, xong hôm sau lại đi làm. Đấy, có ngày cuối tuần thì rảnh thì đi đâu thì đi, hoặc là làm gì thì làm thôi. Còn lại các ngày trong tuần thì cứ sáng đến tối. Mình đi làm có 8 tiếng thôi, thế nên là cũng một ngày nó cũng trôi qua khá là nhanh. Ngày trước khi mà mình đi học ấy, thì còn buổi sáng mình đi học mà chiều và tối sẽ đi làm thêm, thì cảm thấy một ngày nó rất là dài. Hiện tại bây giờ đi làm thì mình thấy là mình có nhiều thời gian để làm các cái công việc khác hơn là lúc đi học. Đấy, lúc đi học thì thật sự là cực kỳ là mất các bạn ạ. Không làm thì lại không có tiền đóng học ấy. Thế nên là ngoài giờ học ra thì sẽ phải là đi làm thêm để kiếm tiền để lo sinh hoạt hàng ngày này, rồi kiếm tiền để đóng tiền học ấy. Cái ngày đó thì thật sự là cảm thấy cuộc sống nó khá là mệt mỏi, khá là vất vả các bạn ạ. Chứ hiện tại bây giờ thì đi làm nhưng mà thấy cuộc sống nó thoải mái hơn thôi, chứ còn nó cũng không có dư giả mấy đâu mọi người. Đấy, thì hôm trước có bạn hỏi mình là cuộc sống ở Nhật Bản có vui hơn ở Việt Nam không? Và có một câu mình thấy người ta chia sẻ rất là nhiều ở trên mạng, đó chính là Nhật Bản là nơi chúng ta lên đến một lần trong đời, chứ không phải là nơi để chúng ta sống cả đời. Đấy, cái câu này cũng khá là hay mọi người. Bởi vì khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta lên đến Nhật Bản một lần, các bạn đến du lịch và các bạn đến làm việc chẳng hạn ấy, thì chúng ta sẽ học hỏi rất là nhiều điều các bạn ạ. Thế nhưng mà cái xã hội Nhật Bản này thì không phải là nơi mà đáng sống các bạn nhá. Nói là về cái xã hội nhá. Thế nên là người ta mới nói là Nhật Bản không phải là nơi để chúng ta sống cả đời các bạn ạ. Hầu như là người Việt Nam mình khi mà hỏi ra ấy thì cũng phải đến 90% là nói là sau một thời gian thì sẽ về Việt Nam. Mình thấy rất là ít người có ý định là ở Nhật lâu dài mọi người ạ. Trừ những bạn nào mà lấy vợ lấy chồng Nhật Bản, hoặc cả những bạn nào mà ở Việt Nam không còn gì nữa ấy, thì có thể là những người đó thích ở Nhật. Còn những người mà xác định ở Nhật làm việc này, mặc dù là kể cả họ có cơ hội nha, họ có cơ hội ở Nhật lâu dài, nhưng mà mình nghĩ là cũng ít người muốn ở Nhật lắm. Ví dụ như là cái visa của mình hiện tại bây giờ mình đang làm việc với cái visa kỹ sư này. Đấy, có thể là visa được khoảng 3 hoặc 5 năm. Thế nhưng mà khi mà hết hạn ấy thì mình có thể là gia hạn tiếp được. Gia hạn đến khi nào mà chán thì thôi ấy. Thật sự là mình cũng không có ý định ở Nhật quá là lâu qua là. Mình chỉ muốn là làm việc một khoảng thời gian nào đó thôi và sau đó thì sẽ về Việt Nam. Ngày trước thì mình đi Nhật cũng từ năm 22 tuổi mọi người ạ. Năm đó thì mình cũng học xong ở Việt Nam ấy, cũng có một khoảng thời gian sinh viên ở Việt Nam rồi, và mình cũng đã trải nghiệm rất là nhiều rồi, và sau đó thì mình sẽ lại quyết định chọn con đường đi Nhật để học tiếp các bạn ạ. Và hiện tại bây giờ thì cũng có khá là nhiều bạn trẻ ấy, thì học hết cấp 3 các bạn đã chọn con đường đi Nhật rồi. Cái thời sinh viên của mình thì mình cũng chưa biết kiếm tiền đâu các bạn. Hồi đó chỉ ăn với học thôi, chứ còn cũng không có đi làm thêm,
gì cả. Từ ngày sang Nhật rồi mình biết là vừa học vừa làm thế nào. Khi mà đến Nhật rồi thì mình cảm thấy cuộc sống của mình nó cũng tuy là vất vả một chút nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng khá là vui vẻ các bạn ạ, khá là vui vẻ, khá là hài lòng với cuộc sống từ lúc sang Nhật đến giờ. Với mình thì mình cảm thấy nó vui vẻ thoải mái là bởi vì mình có thể là tự làm ra tiền này, đấy, tự kiếm được tiền này, tự lo cho cuộc sống của mình và cũng có thể là gửi về một chút cho bố mẹ ở Việt Nam ấy, có thể lo cho bố mẹ. Và quan trọng hơn cả là mình đã lo được cho bản thân mình, là mình thích cái gì mình mua này, mình có thể là mình mua những cái món đồ đắt tiền ấy. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng xem khi mà các bạn ở Việt Nam các bạn đi làm thêm khoảng tháng được khoảng vài triệu ấy mà các bạn muốn mua cái điện thoại iPhone mới nhất chẳng hạn. Đấy, mình nói cái iPhone mới nhất khoảng 10 cho đến 15 man. Tính ra là khoảng 20 cho đến 30 triệu đi. Đấy, thì các bạn thử xem là liệu các bạn có đủ khả năng để chi trả một khoản tiền lớn như vậy để mua một chiếc điện thoại không. Còn đâu các bạn ở Nhật Bản này thì mình thấy nhiều bạn cũng bỏ cả một tháng lương ra để mua ấy, thì nó khá là bình thường đúng không? Nhưng mà ở Nhật ấy sẽ biết được cái cảm giác này. Ở Nhật Bản này cũng có khá là nhiều bạn cũng có đam mê là giày dép quần áo ấy, hoặc là son phấn, hoặc là các cái đồ mỹ phẩm ấy. Đấy, thì thật sự là những bạn đó thì họ cũng có thể là sẵn sàng bỏ cả một tháng lương ra để mua những cái đồ mà mình thích ấy. Thế nên là mình muốn nói là với cảm nhận của riêng mình thì mình thấy là từ ngày sang Nhật rồi thì mình cũng cảm thấy khá là vui và khá là hài lòng về cái cuộc sống của mình ở bên này. Đấy, và ngoài ra thì khi mà mình ở Nhật ý, mình cũng có nhiều các cái trải nghiệm mới, ví dụ như là đi du lịch này, hoặc là ăn uống này, đi chơi này, hoặc là đi mua sắm này. Là nhiều khi ở Việt Nam mình vào các ngày lễ Tết ý, thì bạn bè họp lớp này rồi gia đình cũng tổ chức ăn uống ý, thì nhiều lúc thì cũng khá là nhớ nhà và tủi thân ý. Thế nhưng mà khi mà mới sang thôi, còn khi mà ở lâu rồi thì cảm thấy nó cũng quen quen rồi mọi người. Thế nên là cũng cảm thấy nó bình thường thôi. Ngày trước mình đi du học, thế nên là cuộc sống của mình thì cũng va chạm rất là nhiều người, rất là nhiều bạn bè trên nhiều nước khác nhau ấy. Cái trường mình đã học ấy thì thật sự là so với các cái trường mà ở cùng khu vực ấy thì trường mình cũng có khá là nhiều du học sinh ở nhiều nước khác nhau ấy. Ví dụ như là Việt Nam này, Trung Quốc này, ở bên Nepal này, bên Bangladesh này, rồi bên Myanmar này, rồi bên Hàn Quốc này. Đấy, và mình cũng gặp được rất nhiều các bạn du học sinh đến từ nhiều nước khác nhau và cũng có nói chuyện rồi cũng có tìm hiểu một chút ấy, thì thật sự là cũng khá là hay đấy mọi người. Mình có thể hiểu thêm nhiều về các cái văn hóa của nhiều nước ấy. Đấy, và ngoài ra thì khi mà chúng ta đi làm rồi thì chúng ta lại học được cái cách làm việc của người Nhật chẳng hạn ấy, hoặc là học được các cái cách quản lý của họ ấy. Nếu mà mọi người để ý ra ấy thì cảm thấy họ làm việc cũng khá là chắc chắn đấy mọi người. Mình phải dùng cái từ gọi là chắc chắn mọi người. Họ làm việc cực kỳ là cẩn thận và tỉ mỉ luôn mọi người. Đấy, thế nhưng mà thật sự là cuộc sống ở bên Nhật này thì nó cứ loanh quanh như vậy thôi các bạn. Đi học rồi đi làm, hoặc là đi làm rồi lại về nhà ấy. Thế nên là nhiều lúc thì buồn vui thì không biết nói với ai cả. Thế nên là có buồn hay có vui thì cũng chỉ mình gọi là cảm nhận thôi mọi người. Chắc có lẽ là cũng có nhiều bạn giống mình ở Nhật Bản rồi thì sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình nó bị bó hẹp lại đúng không? Ở Nhật lâu ấy thì thật sự là cũng có khá là nhiều bạn bè cũng không liên lạc với nhau ấy mọi người. Mình ở đây lâu quá thì mình lại cảm thấy là mình lại ngại giao tiếp với mọi người. Rồi, ok các bạn ơi, thì mình cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình tới đây. Các bạn nào muốn hỏi gì mình về Nhật Bản ấy, có thể là bình luận cho mình biết để mình sẽ lại quay video và nói chuyện với mọi người. Hôm nay thì mình cũng chỉ muốn là chia sẻ với các bạn một chút về cảm nhận của riêng mình thôi nha. Cảm nhận của riêng mình về cuộc sống ở Nhật Bản cho mọi người có thể tham khảo nha. Nói chuyện với mọi người một lúc mà trời tối rất là nhanh các bạn ạ. Có khi mình cũng chuẩn bị là đi về đấy mọi người. Cho bạn xem một chút nữa về cảnh hoàng hôn này, cảnh mặt trời lặn nhá. Đây, vừa lấy thì mặt trời ở trên cao này đúng không? Hiện tại bây giờ cũng chuẩn bị lặn xuống núi rồi. Ok, có khi mình chào tất cả mọi người nhé. Bye bye.